Tao dính rồi. Bỏ lên xô đi. Để. Hai con cá lóc luôn. Có không à? Ơi, thấy gì? Dính cá lóc thiệt. Ê, nó nhảy ra đó. Ê, 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 ê. Hai con luôn. Làm sao? Quá trời ơi. Ủa, cái xô linh mới ngon nè. Xô linh cá ngon không? Xô của con dư toàn là cá rô. Cá rô làm kiến rồi con. Đổ ngoài xe, ngoài đây luôn nè. Bắt mấy cá lóc mình nướng nướng chui đi. Cái tụng kìa. Nắng được trời. Nó bị điên không? Nó cũng thủ sẵn hết trơn rồi, nó chọi cho mít xúc liền. Vũ xin chào cô chú anh chị nha. Thì lời nói đầu tiên thì cho Vũ với Úc Dư xin gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị đang xem video. Cảm ơn cô chú anh chị đã kích vào xem video của Vũ ha. Thì mấy ngày nay hai cô ở bên Mỹ cô chú anh chị, mà Vũ không có tiện nói tên ha. Với một chị thì có hỏi thăm tại sao mấy cái clip ngày nay thì Úc Dư không có đi cùng với Vũ á. Do là bận công chuyện với lại nhà còn mẹ già nữa nha cô chú anh chị. Thì hôm nay anh em mình thấy cái mương này cạn quá trời nè. Đó. Mương này cũng cặp bên hông nhà thôi, nhưng mà nó dài lắm, nó cạn gì nè. Anh em mình hôm nay sẽ đi mò hang cá. Thì Vũ cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha. Hôm nay thì ruộng ở nhà Vũ xiết nước cô chú anh chị. Đây nè. Xài cái này chín chín luôn rồi nè. Có không? Đặng cho sạch luôn hả? Bắt hết luôn. Có cá gì bắt cá đó hết. Này bắt dính cá trước. Ê, dính con cua. Ê, gọi ra rồi. Ê, ai da. Một, một. Con gì vậy? Cá lóc hả? Bỏ vô cái này coi chừng dục lên sau cho thằng Linh. Ô, cho thằng Linh nó ấy đi. Cái lụm cá gì bự lắm. Hay là con đó ta? Cái guồng á, trời ơi. Ui. Cô thả đi. Đây 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 đây, cái đó lại đây. Quá trời luôn rồi, một nồi luôn. Trời ơi, lâu kiến rồi nè. Để đi, hồi lấy tao cho. Từ từ. Cái gù luôn. Nó nằm ăn trên nó chưa ơi. Nó nằm ăn trên đó. Nó có cái hang lên trên á. Tụi dính cái lô kiến làm vậy. Nó có hang lên trên á. Trời lâu kiến nhóc hết trơn, mẹ ơi bắt không? Được không, dừng nước không? Con này con chú chị. Ây da, 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 da. Con này con gì Quỳnh? Cá gì con? Trời ơi. Con này con cá gì? Bắt mấy con lâu kiến nhỏ này vô làm khô cho Quỳnh ăn. Nghe Quỳnh. Nghe con. Con này màu cá không? Trời ơi. Không, ốm bắt bỏ trong mồm mình. Trời ơi, bắt vòng vòng đây hồi chắc đầy luôn quá, khỏi cần đi đâu xa hết. Quá trời ơi, Quỳnh ơi. Xuống này mò không? Ô
Ôi ôi, nó chui. Nó chui miệt trong trống. Cá không có bự nghe cô chú anh chị, nó bay lớn không nè. Nhiều lắm. Cá dữ thiệt. Nó nhóc trong trống luôn. Đố con Quỳnh, con này con gì? Hả, con này con gì? Rồi giục luôn rồi. Thôi bỏ hàng này chưa? Quá trời nhiêu được rồi. Đâu được nhiêu rồi. Trời ơi, quýnh một hang một. Cái gì? Một đòn sao? Con muốn lên sống không? Không muốn lên hả? Không muốn lên gì còn hai khổ quay ha. Lấy cái thau này chứ. Ở đây đâu có hang đâu. Hang cái gô chập bá luôn nè. Có chưa hang không? Có hang lên á. Nói không Quỳnh. Hang này không có rồi cô chú ơi. Mình đó có không? Vừa mình đó có không? Đây có hang này chưa? Có máy xa xa ra chưa? Để máy gần quá vậy. Ui! Dữ lắm rồi! Một đống luôn! Nghe nó quậy không? Tới. Ông đi ra để tôi bắt lên tôi à, khỏi thằng ông luôn. Nè. Ôi 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 ôi. Ôi kìa nó lóc rồi kìa. Con nè. Lóc kiến không à? Lóc kiến không mất gì. Ở đâu mà giữ cái mê trời. Đó. Ăn xấu quá. Cá gì đâu không nội ơi. Không có cá lóc. Ê. Cá này còn nhiều lắm nè. Cho mày hang bự đó. Gì? Ôi nó qua. Cá nó chạy lại à. Nó qua đây luôn. Cá lên bờ luôn kìa. Cá nó chạy ra. Nè nó sâu lắm, sao bắt được nó. Nó ta. Trời ơi. Dữ lắm trong đây rồi. Nè, thoát cái này nè. Vụ quá, lâu kia quá vậy. Một đống nó luôn, trời ơi. Trời. Dữ. Một đống luôn dữ ơi. Nó kiếm đâu dữ vậy nè. Ừ, tốt kìa. Bắt lại đi, một đấm nấm vậy. Đây, như có cái chốt này chưa rồi. Mới đẩy tôi nè. Ê, kìa. Nó chọn ra kìa, cái hàng này nó chọn ra kìa. Đâu, đấy đó. Trời trời, sao mà bây giờ chui vô quần nữa. Kìa, ô, kìa nó nhảy lên. Nè, nhóc hết trơn luôn, sao mà lâu kiến không ha. Có con rùa nè.
Gọi là kiến không nói nhiều. Cái giò ngập chấm luôn. Ôi thằng này bắt không ngon này chưa. Đúng quá, sâu quá. Không phải là sâu mà còn là cá gì đâu không mà lâu kiến gì đâu không à. Đậu ca này ngập xuống đây nè. Sâu quá. Tắt cái máy cái nó khỏe. Nhảy ra chưa. Kìa yeah. Cái hang đằng đó chừng có đó Dư ơi. Mấy cần cạn mà thấy giống láng láng lên đó. Cái mương quá cạn luôn. Đó. Có không? Hàng đó giống có không? Đậu luôn nè. Đục đục luôn. Đâu đâu khoan từ từ. Rồi rồi cô chú anh chị cái hang này. Nè. Cô chú anh chị coi nè. Cá chui vô đây luôn. Cá chui vô áo, chui vô quần tùm lum hết. Sao bắt? Có không? Có. Có bắt đi. Rồi. Dữ lắm rồi. Nó quậy vậy? Con cá lóc chấm á. Sâu không? Sâu. Không đúng không? Không. Sao biết? Hi hi chống. Thôi vậy thôi bỏ đi. Hết. Cái bờ này đào không được cô chú anh chị. Tại vì ghế cây không à. Đúng rồi hả? Bắt không được rồi sao giờ ghế cây gì không sao mình đào được. Đây nè mới thục được có 2-3 hang mà nhiêu cá. Toàn là cá tạp không à. Lâu kiến thì nhiều. Đâu, cái hang nó ngon. Bỏ đi, đi dài tiếp. Còn nhiều lắm mà, từ đây đến chảnh dài lắm. Đây là cái láng để anh em mình làm những cái clip ẩm thực cho cô chú anh chị xem đây. Đó. Lợp của Vũ hư hết trơn, ngâm. Có gì không mà hí hí. Ôi ôi. Đâu? Gì? Biết ngay mà ui da là biết ngay. Không nữa. Thôi con này béo quá. Thả đi. Nè 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 cái hang nè. Có dấu lóc vô vậy đó. Đâu quá. Cua vô bích đồng nè. Trời ơi. Ê, có cua nữa gì đó. Quá trời luôn à. Ruộng nhà của Vũ hôm nay xiết nước nha cô chú anh chị. Cho nên là anh em kéo nhau ra đồng bắt cá. Này chưa có cá lóc nè, nãy giờ chưa có. Đổ lên bờ luôn. Quá trời đổ lên bờ trên khô nè cho nó chết luôn chứ. Đại lý ốc bu vàng luôn. Còn cua nữa đúng không? Rồi, để đi cho mấy ngốc nó chết đi. Đâu mà chưa được cá lóc nào chưa ông ơi? Cái sặc đúng không à? Cá lóc nó mình xả nước cá lóc đi đâu chân. Ôi ôi. Ôi nó chạy đâu chân rồi. Chạy chân rồi. Nè. Nó nó sặc không à? Để đi bắt cái con gì bắt con đó. Đi lại mấy cái đống cày cày á. Vô mảnh này. Cái cây ra, cái gì đó. Đây nè.
Trời ơi, cái lóc cho má luôn. Nó cầm trong cột này khó bắt. Nó đó. Đúng không? Nó qua luôn rồi trời. Cái lợp này nè. Hả? Lợp dính hả? Trốn đâu hết trời. Sạc kia không à? Dài 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 dài. Thôi bỏ đi vừa. Nó trốn ở đâu chân à? Rồi. Sao mà ủi đâu đít rồi. Cái hàng không? À, nập luôn đó. Rồi. Con cá nè. Dĩ nổi. Kết gáo. Cái gì vậy? Cá lóc cưa vô hang báo thêm một ngàn nữa. Hai gì? Hai con luôn hả? Ra con rồi. Cái lóc hả? Ừ. Đây vậy. Chặn nó vô, chặn nó vô. Còn hang không? Ai? Tao dính rồi. Bỏ lên xô đi. Còn nó không? Đó đây. Còn hang đi nữa à? Đó, còn đi nữa mà nó tới à. Thơ em cái gì vậy? Hết rồi, ba con thôi chứ nhiêu. Nhém lại. Ba con luôn hả? Ừ, con chó. Đãi rồi trời. Chết nữa. Giờ này nó lợi vụn hay lắm nè ngoài. Đi cho ngoài. Chồng trước đi. Còn có lóc này nha. Ừ, chồng. Rồi. Nhét tay chú dư. Em hẻ bên kia, bên đây sao ép được. Cái này đục màu này Út. Rồi. Bắp cái lóc đâu. Dẹo dẹo nhét lại vô. Còn hàng nửa xíu rồi mọi người. Bắp cua vũ này vũ. Bắp cua chiều cho ông Dư ăn nè. Đúng quá. Ê cái lóc quên nó bỏ em xô lên để thôi nó ra. Đổi cái này, đổi cái quay ngăn chạy lên trước nha. Chưa? Chui nè. Mua cho nó chín cá không? Con gì vậy? Được không? Chỗ ở đây không? Ngăn sâu lắm mà lên, hay sâu là có cá đó. Sâu lên. Hả? Cùng cái gì vậy? Không. Biết rồi. Có không thuộc quay giống nổi. Đổi trăm chiều vậy. Rồi qua đi trăm không rồi. Lấy cái thao đâu vậy? Nó nắp cái chân nè. Cái gì? Ai giục con gì đây vậy? Cái dấu giò của con Dư, ai giục? Ai có giục con gì đây hả? Ai giục đâu? Quá wow, trời quá đất rồi. Chết. Lên nổi. Hết hai à.
con này lấy cái quần chặn chân cá. Quần bắt hồi đã luôn á. Quá trời đám rau đắng đất này nó non trời đất ơi. Là, quá trời quá rồi. Nhiêu vậy? Kìa hang kìa. Dạ rồi. Nó đi. Nó đi trước nó bắt cá chân à. Ê, cái hang này dữ lắm nha. Có không? Trời ơi. Không có con cá ăn rồi. Con cá lóc mới đập vô đó ông. Trời ơi. Hai con cá lóc luôn. Có không à? Gì? Ơi, cái gì? Dạ dính cá lóc thiệt rồi. Ê nó nhảy ra đó. Ê, ê, ê. Ê. Hai con luôn. Làm sao? Quá trời ơi. Ủa cái xô linh mới ngon nè. Xô linh cá ngon không? Xô của con dư toàn là cá rô. Cá rô làm kiến rồi con. Rồi vô. Ây da. Có hang là vô ngập luôn, tại nó không có hang nữa chứ. Có hang là vô ngập luôn. Thôi đi vô nè, vô lựa cá đi. Từ ngày trồng lúa tới giờ cá giảm hẳn luôn. Khó đâu, cá nó còn trên ruộng á. Ruộng gì đó, khu gian này đâu có ruộng. Dũng cho nó mấy lung quá hả? Hết rồi. Hết lắm. Không giờ tao dư đâu có bắt đâu. Đổ ngoài xe, ngoài đây luôn nè, bắt mấy cái lóc mình nướng nướng chui đi. Cái tụng kìa. Ừ, cái nào cho nội cho. Ui, nhiều quá vậy. Toàn lần lên mò. Bỏ cái lóc bỏ ngoài kìa. Gì? Bỏ cái lóc bỏ ngoài kìa. Có cái lỗng, nó lỗng cái lỗ đó kìa. Cho chú Dư và con đem ngoải cho bà lái của anh. Ăn gì bắt không đó. Ui ừ. Cá lóc rồi đó. Vì lá chuối hơn rồi. Đổ cá lóc vô xô rồi lại đi. Cái nào cho nội, cho cái nào nướng nướng. Đổ ra cho hết đi. Rồi nướng cái gì? Ừ. Cá phi nè nướng không? Cá phi nướng chắc đó. Còn trong đó gì đó. Móc một bình ra hết đây. Cá phi nướng ngon hơn cá lóc. Ok đó. Nè. Cá rô này lựa ra thảy xuống mùng đi. Ốm ốm không? Dục bỏ mẹ đi đem lên đây chi trời. Con đồ kiến hả? Ừ. Thả mùng đi. Cá chê cho nó ăn. Cái chê gì? Cho ngoại nội kìa. Thả mùng nó. Tao kiến. Thôi tắm rồi, ai lựa lựa đi. Nắng được trời chứ. Có bị điên không? Nó cũng thủ sẵn hết trơn rồi, nó chọi cho mít xuống liền. Quỳnh tắm không con? Tắm vô đây. Có điên không? Cái buổi mò cá của anh em mình kết thúc ngay cô chú anh chị. Giờ tắm rửa thôi. Cùng vô chào cô chú anh chị rồi con. Quá trời luôn.
ba là sao vô. Ai chọi gì xuống đây vậy? Cá lâu ký. Chưa có hàng với sông đâu. Hả? Có bữa nào mỏi sông này. Mỏi sông nó cá bự bự.